Tôi chọn theo nghề phiên dịch đầu tiên là vì mình yêu thích nó, kế đến là vì mình nghĩ là mình có khả năng, và kế nữa là một cái sự yêu mến về truyền tải thông điệp từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Còn 4, 5, 6 nữa nhưng mà tôi không nói, tới lúc khác nói sau, trong cái cuộc mà gặp mặt nhau thì sẽ nói. Điều kiện thứ nhất là biết phiên dịch. Điều kiện thứ hai là biết phiên dịch. Điều kiện thứ ba là biết phiên dịch. Đúng không bạn? Nghe có vẻ như là mọi thứ nó rất là clear đúng không nè? Nhưng thật ra trong đó nó có rất nhiều cái nhỏ nhỏ, tôi nói đùa thứ thôi cho các bạn biết. Nhưng những câu hỏi đó sẽ được giải đáp rõ hơn trong lúc chúng ta gặp nhau online hoặc offline vào ngày 20 tháng 3. Nhiều lắm luôn. Cho nên thôi giờ kể một cái để mình nhớ gì nói đó đi vậy ha. Thời điểm mà tôi dịch cho David Beckham, ban tổ chức yêu cầu rất là rõ, tin nhắn, gọi điện thoại đồ là: anh Khang ơi, bữa đó anh nhớ mặc đồ thể thao nha. David Beckham là một người mặc đồ thể thao thường xuyên mà đại diện cho thương hiệu nữa. Thì tôi cũng xong rồi mặc đồ thể thao, giày thể thao các thứ. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Tới bữa đó mình dịch cabin các bạn. Đổi phương án dịch cabin, tôi ngồi trong cabin, tức là mình mặc cũng không ai thấy. Và còn rất là vui hơn nữa là gì? Là nếu bữa đó đứng sân khấu thì sẽ là mismatch hoàn toàn. Bởi vì David Beckham mặc một đồ vest đẹp như chưa từng đẹp như vậy. Tuổi 20 là tuổi rất là nhiều mơ mộng, rất là nhiều ý tưởng hoài bão. Nhưng mà hành động á, thì có thể đi sai hướng. Cho nên nếu mà tôi gặp lại tôi vào thời điểm năm 20 tuổi thì tôi sẽ nói là: làm cái gì thì làm cho nó tới nơi đó chốn, làm cho đủ rồi sang cái khác. Học tới nơi, trang bị cho mình đầy đủ rồi mới đi hướng khác. Dù mình không làm cái việc đó, nhưng cái kiến thức đó, hành trang đó nó sẽ giúp mình ở nhiều lĩnh vực. Những câu hỏi vậy và những câu hỏi khác nữa, khó hơn, thú vị hơn hay là thậm chí là riêng tư hơn, thì các bạn có thể đặt câu hỏi vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 trong buổi talk show của tôi offline trực tiếp tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc online. Hẹn gặp các bạn.